thông tin Ngọc Trinh mua 11 hecta đất ở Bảo Lộc là chiêu trò. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng khẳng định thông tin Ngọc Trinh mua 11 hecta đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật. Ngày 19 tháng 5, trước những thông tin xuất hiện trên mạng xã hội về việc Ngọc Trinh mua 11 hecta đất ở xã Đại Lào, Bảo Lộc, Lâm Đồng để làm homestay, trả lời Công an Nhân dân, ông Đoàn Kim Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc cho biết đã đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Đại Lào để xác minh sự việc. Qua kiểm tra, xác minh, khu đất do Ngọc Trinh đăng tải trên mạng xã hội thuộc hẻm 61, thôn Đê Lao Sri, xã Đại Lào, Bảo Lộc. Tuy nhiên, trong các hồ sơ, thủ tục mua bán, chuyển nhượng đất, không có người nào là Trần Thị Ngọc Trinh, Ngọc Trinh, đứng tên lô đất nói trên. Ngoài ra, các dự án homestay do địa phương cấp phép thời gian qua cũng không có tên của Ngọc Trinh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc chia sẻ thêm việc Ngọc Trinh mua 11 hecta đất ở Bảo Lộc chỉ là chiêu trò. Điều này khiến người dân đánh giá sai về công tác quản lý đất đai của địa phương. Nhiều người trong giới bất động sản thường sử dụng chiêu trò khi hợp tác với người nổi tiếng để thổi phồng giá đất. Theo ghi nhận của Dinh, đến sáng ngày 20 tháng 5, Ngọc Trinh vẫn giữ những hình ảnh về lô đất 11 hecta nói trên ở trang Instagram cá nhân. Trước đó, trên mạng xã hội, Ngọc Trinh khoe lô đất mới mua của cô có diện tích 11 hecta tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Cô cho biết đón bình minh tại khu đất mới thân yêu của mình, xuất sắc ngày 10 tháng 10 luôn, không biết cả nhà chấm bao nhiêu điểm. Bài đăng của cô thu hút gần 500 bình luận với những lời chúc mừng, khen lô đất cũng như quảng cáo về vị thế, cảnh đẹp của khu homestay này. Theo những hình ảnh được đăng tải, lô đất thuộc hẻm 61, thôn Bê Lao Sri, xã Đại Lào, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ngọc Trinh không ít lần bị khán giả bóc phốt việc dùng hàng giả. Cô còn bị chỉ trích khi cố tình đạo nhái các thiết kế đến từ những thương hiệu nổi tiếng như Juhai Murat, Vivensi, Dons và Gabbana.